cũng gặp phép mà vào hỏi thăm mà gặp phép mà vào đền thờ chúa nguyệt vườn đào cảnh tiên hoa quả sưng lên bốn mùa hoa quả sưng lên lòng tin bái thịnh như chúa tiên về được thầy quỷ gốc tiên sinh suốt đời làm phục cứu dân tiếng mang tiếng
mương chân gian nại biết Chúa bà bói thêm phát chuyên số từng số sinh nhân trần dâng nhà dâng lên tam bảo mười phương độ trì thành dâng nhà nguyện nguyện từ bi đời say đốm chiều đồn cung lăng ngân lăng ai vốn dòng sơn trà tí tình mang chúc mang ra mang tre mang nữ công làm cha đồ đi hay xuống bán đi 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 ngay xuống bán đi đi mùa từ đây ai mang cũng già cũng nhiều khi tàu lá che xuồng sáng soi khắp biển trần gian đốt nghe đốt đốt lên ngọn sáng soi khắp biển trần thế soi trong lá biển soi về đến đây soi trong lá biển soi về đây đời đời giờ xa sống đang mãi thấp thoáng bên đầu một đôi son sắc tốt tươi dương xa trên nhà lên trên ngàn năm quả nhiều hoa sớm chiều hồ mây nắng chiếu từng đèo ý à soi cho quốc phú dân thường soi trong lam việt bồn phương thái hòa sông đăng chúa tỏa sáng gần xa bắc cầu nhân nghĩa mở đường vinh hoa chúa đẹp đằng sau bắc cầu ngân hà cho lắm về đây cho nhiều bạn cho dài nhất sang yêu lúc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành độc còn nhang khói phụng thờ 30 mùng 1 10 tư hôm rằm 30 mùng 1 đêm rằm với một nghi quả cao
đồng tiền nô chắp mắt đông màu xanh lam. Chúa ngồi đó mà lòng trần đóng xót, nhiều khi xưa lái tổ đời lễ có một người con gái sinh ra ý nghĩa. Sớm âm thầm mồ côi cha lẫn mẹ, gặp được thầy quỷ cốc tiên sinh suốt đời làm phúc cứu dân ý à. Ra sự hôm mai ý nghĩa gió đưa nhớ
xưa thái tổ đời lễ còn truyền có bà chúa quận thần ở tiên.
sáng soi khắp biển trần thế, soi trong làm biển soi về đến đây, soi trong làm biển soi về đến đây. Gió đưa
nhớ xưa tái tổ đời lễ còn chuyện có bà chú quận thần tiên ý à. Giáng sinh vào cửa về miền cấm giang gia viên đất nước là người sự xanh xinh vào họ vũ đầu anh nghề áng ý.